Xin chào tất cả các bạn, mình là Thủy Văn TV và hôm nay thì mình sẽ tiến hành chế một con robot chuyển động 4 chân. Ở đây thì mình có một cái bộ bánh răng này. Cái bộ bánh răng này thì ở đầu nó có một cái trục lệch tâm này. Lát nữa thì mình sẽ chế cho nó cái mấy cái chân vào đây cho nó chuyển động. Cái bộ này thì sử dụng motor 3V này. Tí nữa thì mình sẽ lắp vào. Đó, đây là cái trục lệch tâm của nó này. Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành video nhé. Ở video này thì mình sẽ không có nói nhiều đâu. Tại vì mình đang bị mọc ra khuôn ấy. Mồm nó cứ đơ đơ. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành nhé. Các bạn hãy cùng xem.
Ok, vậy là sau một thời gian dài thì mình cũng đã chế xong cái chiếc robot này rồi. Và mình đặt tên cho con robot này là Sự Nhi. Đó, có hình mặt trâu này. Hai mắt sáng này, và cái cổ này nó có thể lắc được. Bởi vì cái xương cổ này. Đây, cái trục xoay này kết nối với cái xương cổ này. Cái xương cổ này thì lại kết nối với cái trục xoay lệch tâm này. Đấy, làm cho cái này đẩy lên và cái cổ nó sẽ lắc sang này, lắc sang bên kia. Đó, và các bạn thấy là cái chân nó sẽ chuyển động bốn cái, bốn cái chân nó sẽ chuyển động để còn đi. Còn hai cái mạch này là để giữ pin này, để cho đẹp thôi. Đây là cái đuôi của nó này, cũng là cái công tắc của nó luôn.